Xin chào tất cả khán giả của Gái Ra Làm Chiêu, Thùy Anh đây. Và Thùy Anh chính là em út Kiki Ngô của Hội Chăn Chuối. Trải qua 2 mùa Gái Ra 2 và Gái Ra 3 cùng nhau rồi thì Thùy Anh có được rất là nhiều thứ. Ngoài những kinh nghiệm trong diễn xuất này, ngoài những thành tựu mà bộ phim mang lại này, và tất cả những bạn fan yêu thích Thùy Anh, thì Thùy Anh có được một thứ rất là đáng tự hào, đó chính là tình bạn với tất cả các thành viên của Gái Ra Làm Chiêu. Trong Hội Chân Chuối thì Thùy Anh khá là thân với cả chị Ngọc này, cả chị Tiên và cả chị Lan nữa, cả Tiên nữa. Mọi người chơi với nhau rất là dễ thương. Những cái kết nối mà trên phim có được thì thực sự ở ngoài đời thì mình cũng chơi với nhau thân như vậy. Thời gian mình đi quay Gái Ra Làm Chiêu sẽ là thời gian mà Thùy Anh sẽ không bao giờ quên được. Nhân dịp sinh nhật 5 năm của Vũ Trụ Gái Ra thì Thùy Anh có một lời chúc rất là đặc biệt dành cho anh Nam, Sito và anh Bảo Nhân, đó chính là Thùy Anh đã gửi vào vũ trụ một lời nguyện ước, mong rằng Vũ Trụ Gái Ra sẽ không chỉ dừng lại ở sinh nhật 5 năm mà sẽ tới 10 năm, 15 năm và 20 năm, sẽ rất lâu, và trong tất cả những năm rất lâu sau đó thì sẽ đều có mặt Thùy Anh nhé. Thùy Anh cũng đã có một lời mời khá là đặc biệt, đó chính là tất cả các gái già của cả 3 mùa sẽ cùng nhau tụ họp tại Banyan Tree Resort ở Lăng Cô vào ngày 12 tháng 6 tới. Và mọi người chắc chắn rồi, tất cả các chị em gặp nhau thì sẽ lên đồ này, ăn mặc xúng xính lung linh và party. Và với một khung cảnh lãng mạn có cả biển cả núi như vậy thì chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, đúng không nào? Vậy nên là mọi người nếu mà muốn theo dõi về ngày 12 tháng 6 tới thì hãy cùng Thùy Anh cập nhật theo dõi fanpage Magic Picture cũng như là Gái Ra Làm Chiêu. Và vào ngày 12 tháng 6 thì Thùy Anh cũng sẽ lên livestream và chia sẻ và nói chuyện cùng với tất cả mọi người nhé. Bye bye và hẹn gặp lại vào ngày 12 tháng 6 nhé.